Những trái vải mạ mây như thế này thì đã đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Nhật. Năm nay cả huyện Lục Ngạn thì có 103 hecta vải trồng theo cái tiêu chuẩn GlobalGAP và VietGAP và dự kiến là sẽ cho sản lượng khoảng 600 tấn. Vâng, như này là thu hoạch được rồi. Cái độ đường đạt mà công nhân làm rất dễ, rất nhanh. Anh Bảo phụ trách thu mua vải đạt chuẩn xuất khẩu đi Nhật. Đây là thời điểm mà anh phải tăng cường kiểm tra giám sát vải đầu vào, đảm bảo vải đẹp nhất, giá tốt nhất cho công ty. Kiểm tra lại toàn bộ cái nhật ký nông hộ của từng hộ trong cái mã vùng trồng xuất Nhật, xem bà con có tuân thủ theo đúng theo những cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng không. Vườn vải này đã lấy mẫu kiểm nghiệm lần cuối, nếu đạt chuẩn thì sẽ cho thu hoạch để xuất đi Nhật. Hiện đã có 2 doanh nghiệp cam kết bao tiêu hết 20 tấn vải của chủ vườn này. Cũng đang mong đợi công ty cái thu mua sang Nhật, cũng mong công ty là mua hết. Cả tỉnh Bắc Giang có 19 mã vùng trồng đã được đăng ký để xuất khẩu đi Nhật. Tuy do thời tiết phức tạp, sản lượng vải năm nay không được mùa, nhưng độ ngọt và chất lượng vải vẫn đạt chuẩn. Qua các lần test của các đơn vị quản lý nhà nước, của Cục Bảo vệ Thực vật cũng như là của các doanh nghiệp thì các cái kết quả test về dư lượng bảo vệ thực vật cũng như là kim loại nặng thì hoàn toàn là đạt chuẩn để xuất đi Nhật. Theo thông tin từ các doanh nghiệp, ngay ngày mai 19 tháng 6, 1 tấn vải đầu tiên sẽ đi Nhật bằng đường hàng không. Ngày tiếp theo, gần 5 tấn vải đi bằng đường biển. Dự kiến khoảng 100 tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật trong năm nay.